Hoàng Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị ơi, chiều rồi. Con này đến mấy làng rồi. Con giàu đen vàng quá trời luôn ha. Chào cô. Rồi ginh, ginh nước vô anh, ginh nước vô. Dầu. Tôi dầu đây con cầm vô cho. Cô đây con. Đây, cầm vô. Cô có gặn đây mà. Ừ, cũng chi. Cũng chi. Cái gì á? Ngậm đi Ngọc cũng trừ dữ trời. Dừng lại nó đi, dừng lại nó đi. Thôi buổi chiều ưu tiên đó cô. Đó, có dầu nữa anh ơi. Ui. Hai chai. Đó. Hai chai dầu nữa. Rồi khui chai nước ra luôn anh. Khui ra chai nước luôn. Khui ra ba chai đi. Đừng khui ra hết, khui ra ba chai. Dạ. 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 Rồi. Để đây nè. Nè mở nắp ra, mở nắp. Dạ rồi tôi có nhà con nhiều. Alo. Dạ. Mấy đứa này cho nó giàu có, cho nó mạnh giỏi như chú Năm. Dạ chú Vũ Linh cũng độ cho cô hai với cô sáu luôn. Rồi. Dạ với rồi xong hết rồi đó cô. Đốt hương đi anh Ngọc. Chào cô hai nha. Dì thứ mấy con quên về thứ mấy rồi. Cúc bởi gì không? Mà cái áo giống hoa màu cúc luôn đó, hoa cúc luôn á. Đợt năm trước cô lên là lúc đó là mới nhập hai chậu phát tài dạ. Ê, đó mùng 10 mới lên nha, dữ nha. Dạ, con giỏi mà không. Tôi nhớ là đó cô lên là nhập hai chậu phát tài khủng về nè. Ờ đúng rồi. Dạ. Đó cô trời cho lên đèn con thì con nhớ cô thích cái nón nón màu tím, xin cái nón màu tím. Anh đi về quê phải không? Đó là anh. Bữa đó anh với mình đi trao tiền cho anh Niu đó. Tính ra bộ nhớ mình cũng ngon lành chứ bộ. Ừ, còn ngon, chưa có bị lẳng. Mấy em chút mình bị hiện tiên mắng trên trần. Bây giờ anh ta cho anh gì, anh này sáng kêu anh đồ. Anh ta chế nước anh vô. Anh đang cho hai cây phát tài uống nước. Đó, còn đây anh Ngọc anh đang làm một cái công tác. Phải nói là rất là quan trọng, đó là tưới cây lên cái lỗ âm dương. Ủa tưới nước trên lên cái lỗ âm dương của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Con này cái con này cô Cúc, cô hay xem Duy Minh lắm nè. Chở Duy Minh nói chuyện là cô mà mất đời rồi đó. Đúng không cô? Cô có hay xem kênh Nam Mê Bình Dương không cô? Trời ơi sao không, chỉ có nhiêu đây, nhiêu đó thôi. Kênh mới của con đó cô. Thôi, vút vậy nó, cái tai vậy dạ. Nó mới nghe, nó mới khấm này, còn kia thằng giấy nghe nó qua lớp thằng giấy rồi. Qua lớp thằng giấy rồi. Cái kêu là bị được khoảng cách. Nó mất cảm giác rồi. Dạ. Mất khoảng cách nè. Ai đến này cũng vuốt chú hết trơn. Vuốt. Cái kỳ bữa vuốt, quay vuốt, bà già vuốt. Tám mấy tuổi mà bà vuốt xong cái bà ịnh ịnh lên mình, bà đầu thấy hương gì đâu. Dạ, ít cho lấy khỏe lọc, đó. Lấy lọc, lấy lọc một sức khỏe. Mình thấy vậy cái mình thấy mình mừng. Cũng đứng với phía sau này nè. Cũng bữa hai chồng. Bà cụ đó ngồi đây đó đúng không? Đó xong bà cụ ngồi á. Bà vuốt xong cái bà để lên mình thấy gì mình thấy hương bà. Dạ. Thấy như bà tin đó. Bà chỉ cầu sức khỏe thôi. Đó. Tại vì bà bị đau khớp này nọ rồi đó. Đó. Chuyện này mình đảo là mẫu chú, mình thấy có gì khác không cô? Nói chung là cô không có lên thường, nhưng mà ngày nào cô cũng coi hết à. Dạ. Cái gì cô cũng coi, cô cũng biết hết. Dạ. Rồi khác hết nè. Cái này không thậm chí bà già bà cụ ở Bù Đăng không? Đây là cái con này đi chung với Bù Đăng bà đó. Xuống đó là gì dẫn cho xuống xuống hả? Dạ. Bà cụ 86 tuổi đó. Dạ. Con nhắc con mới nhớ chứ. Con nhắc là con đâu có nhớ đâu. Nhiều quá. Bà cụ 86 mà bà mình tin cho bà cụ đúng rồi. Dạ, có nhớ
lâu rồi, lâu lắm rồi. Là lúc đó là chị Bình Tinh đó là tặng đúng cho bà cụ 1 triệu. Là bà cụ đó cái trên Bình Phước xuống đây là cũng mấy lần đó. Lâu nhưng lắm. Mà bà cụ xuống là ở mấy ngày mới về nha. Đúng rồi. Ồ, chào này xuống. Dạ. Còn nhớ mình với ta. Má dữ nhau. Dạ. Đây cô. Cô ấy nè ha, à, nước nè với dầu của chú chị. Dầu mình phải tự khen mình cho nó phấn chấn tinh thần lên. À, cho anh dầu, lọc. À, quý chú chị. Gì hả cô? Chưa chưa, cô muốn đi một vòng. Cô muốn đi một vòng hả? Tại vì từ Củ Chi qua đây sao giờ liền được anh. Ờ đúng rồi. Mình phải chụp vài tấm hình. Qua Duyên ở đâu có chờ để đâu. Dạ. Bữa nay có bồ câu tớ luôn nha. Ồ, cái bự đẹp quá trời luôn nè. Một nguyên cuốn luôn ha. Cái này nó chặt chéo lắm mà được nguyên cả đem vô mà. Đó là fan của cô Hoàng Thanh Tâm. Cô này cô hay xem gì mình lắm quý cô chú anh chị. Trời ơi, cách nhà nè, cái ngày dỡ móng á nha, cái ngày mà dỡ móng đây mà khởi cắt nha, rồi cái ngày mà ăn tân gia nha, nói chung là cái ngày nào mà cắt cái nhà mà từ cái nhà cắt lên rồi lên là biết hết đó. Biết hết, trời cô coi không sót luôn á. Không sót. Nói chung mình thương chú rồi, giờ YouTuber ha, anh em ở đây là mình đều mới hết. Dạ. Mà đặc biệt là cô hay đến buổi chiều ha. Tại vì chắc là cô đến toàn ngày. Tết năm nay mình có đi đâu chơi không cô? Cô hả? Không. Dạ. Cứ ở nhà vậy thôi à. Dạ. Có nếu mà đi chơi thì thôi cô lên đây. Vậy dạ. Cô có thời gian cô lên đây thôi chứ cô hồi nào cô không có đi đâu hết. Đêm là cô dạ. Thấy là đèn đẹp lắm á cô. Cô có qua ban đêm không? À, có. Lâu lâu thì con cũng ở là quay đêm á. Cũng đẹp lắm. Bữa cô ở lại chợ lên đèn cô chạy về. Bữa cô về bển chắc tối hả cô? Rồi cô tối rồi cô cũng bắt lên cô coi. Dạ. Ở đây mà về bên Củ Chi. Củ Chi mở đâu cô? Củ Chi ở Bình Mỹ. Bình Mỹ vậy cô cũng gần Bình Dương. Bình Mỹ gần Bình Dương đúng rồi. Cô đi cầu Phú Cường kìa. Đi cầu Phú Cường. Cầu Phú Cường. Dạ. Ủa cái hồ hôm này cô chị Hồng Ngọc chị mua 6 cái cây gì đây đây cô. À đây. Trời ơi cô hỏi cái cây mà con thích luôn á. Đó là hoa cẩm tú cầu. Đang lục lợi bộ nhớ. Vũ lên thì mãi đỉnh mà cô Hồng Ngọc cũng mãi đỉnh luôn. Dạ. cô lại tắm cho cô mà cô công nhận là cái hoa này đẹp thôi đúng không? Đó, đẹp. Con rất thích hoa này luôn á. Cái màu tím nhưng mà cái này màu này là đẹp hơn đẹp. Mấy màu kia. Dạ. Dạ. Màu hồng đẹp hồng này. Màu này. Không chỉ Hồng Ngọc mà chỉ phải mua cái màu này. Đúng rồi, chỉ phái cái gì mà hồng hồng á cô. Dạ. Hồng với đỏ. Nơ của màu hồng đẹp như thế, cặp rồng nữa. Cặp hơn rồi này. Nhưng dạ. Mà phần chắc chỉ lâu hết 8 phần rồi đó. Dạ. Đó hai cái nơ còn tới nay nhất nhì ba. Rồi trời. Hai cái nơ khổng lồ. Hai cái nơ khổng lồ. Ủa đó là gì đây? Kỳ hai mà. Thì ai biết rồi. Chắc là bộ bị anh. Bây giờ nè một bên. Cái gì? Một cái chậu là mấy trăm cái chậu không á. Cái này đang học kỳ hai chậu không. Em bé. Em bé nãy lấy điện thoại gọi con nè cô. Không, nó còn vậy luôn hả? Ừ. Có không? Nó giống nha. Nói sao nó biết gọi. Biết sao em biết không? Tại nó chơi điện thoại. Tại vì yeah. Tưởng là chị Hoa chỉ gọi anh nhìn nghe alo mà nghe toàn tiếng bà Hảo. Nhỏ xíu không? Bà có nói gì không? Không, mà nghe tiếng bà không à. Bà bấm sao mà vô cái máy mà. Chị nói á, mày dám đòi điện cho cậu hen cái đó. Yeah. Trời rồi. Nói chung là năm mới hôm nay cô đến đây là ngay cái ngày chánh võ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là cô có biết không? Biết hả cô? Dạ. Thì con chúc cho hai cô ha năm mới được là an khang thịnh vượng nghe cô. Dàn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc nha. Hôm nay là có dịp để lên mộ cầu năm, thứ nhân cầu năm. Dạ. Thì giờ cũng chúc hết các anh chị em ở đây toàn thể năm mới nhiều sức khỏe. Dạ. Và dạng sự như ý, làm ăn tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Có tấn vàng vô nhà không cô? Năm mới là cái gì cũng mới hết, là làm ăn là tiến lên luôn. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, đây ở nhà mất đi buôn bán kẹt bận. Dạ. Có gì chiều về thì thôi cô nói cô đi buôn bán đúng không? Dạ.
con chúc cô năm mới mua mai bán đắt nha con. Mình là hân tâm an lạc, tu hành tinh tấn. Dạ ông nội, ông chúc khán giả chúc mình tối nay chúc mình hân tâm an lạc hoài luôn á. Dạ thì hôm nay con chúc cô hai cô luôn tiền vô như nước sông Đà, tiền ra gỉ gỉ như giọt cà phê phin. Đó, tiền vô của trước mà vàng vô của sau, hai cái gặp nhau thì chui vào cái sắt. Không tự nhiên con nhớ cái con chúc luôn cô, con không học. Con không học cái gì luôn á, tự nhiên con nhớ tới đâu rồi con chúc à. Cái câu này là ở đây là một mình con nói. Ý con nói là một mình con chúc cái câu này. Ý là con nói vậy đó. Dạ. Đúng rồi. Tự nhiên cái con ngẫu hứng lên con nói à. Con có cái bệnh mà kiểu như muốn nói gì nói cô. Giờ mà mình bởi vì cũng hay bị chữ hoài á. Ôi ôi trời ơi, gái được đi xì luôn nha. Rồi cảm ơn cô nhiều nha. Bé mèo cô. Mèo gì rồi? Mèo 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 bé mèo gì? Em này còn nhỏ nên chưa có lanh hết mèo hết làm dữ à. Dạ. Chạy tới chạy luôn luôn sao. Rồi. 7 tuổi rồi, có 3 tuổi mấy rồi. Rồi cô thoải mái nha cô. À, cô Cúc mà cô rất thích qua cẩm tú cầu đó. Mình cũng rất thích luôn quý anh chị, nói chung là mình rất thích cái hoa đẹp nhiều quý anh chị, đẹp cái nào mình thích là mình khen hoài quý anh chị, còn cái nào mình không thích là mình chơi hoài luôn á. Ngộ ai buồn chịu. Cái nào mình thích chơi hoài, còn cái nào thích thì là mình khen. Sao im lặng hết rồi. Nói chuyện đi. Đang suy nghĩ hả con? Nhịp sống niêu sau này có ít lên sóng mà. Anh đi xuống dưới kia rồi con. Xuống dưới rồi. Dạ. Đi xuống dưới nhà. Anh đi xuống dưới nhà, chị không lo ở dưới, anh quay dưới. Cái hồi sáng coi cũng trực tiếp luôn. Thôi, dạ. Chân bông nó đẹp màu trắng với màu tím. Bơm rồi chả mới đi. Đẹp lắm. Dạ. Rồi, con cảm ơn hai cô nha. Thôi, quý cô chú anh chị ơi. Cảm ơn hai cô đã đến đây để mua nguyên một cái thùng nước luôn quý cô chú anh chị. Và hai chai dầu để là dâng lên cho chú Vũ Linh trong cái ngày giỗ của chú Vũ Linh ha quý cô chú anh chị. Bà con cô bác thấy video có ý nghĩa thì đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh như mình nha. Thì mình chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều ha. Xin chào bà con, hẹn bà con là một cái video sáng mai tại mộ nghệ sĩ Tú Vũ Linh ạ.